Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Mazda CX-30 giá bán chỉ từ 517 triệu đồng. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Mazda CX-30 sẽ được ra mắt tại Malaysia trong thời gian tới. Tại Nhật Bản, Mazda CX-30 có giá chỉ từ 517 cho đến 714 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản. Trong khuôn khổ của buổi họp báo lễ ra mắt Mazda cách đây không lâu, Chủ tịch điều hành của Mazda tại Malaysia đã tiết lộ với báo giới nước này rằng mẫu xe Mazda CX-30 sẽ được bán ra tại đây. Bên cạnh đó, vị giám đốc điều hành này cũng cho biết thêm dòng CX-5 sắp tới sẽ được nâng cấp nhiều trang bị tính năng như hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống thông tin giải trí MZD Connect, chức năng phát hiện người đi bộ vào ban đêm cho hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SCBS, camera 360 độ. Mazda CX-30 cũng giống như một chiếc Mazda 3 hatchback cứng cáp hơn, mặc dù nó được thiết kế trụ C truyền thống, không giống như chiếc hatchback nhỏ gọn mới nhất của thương hiệu. Ở phía sau, chiếc xe mang nét thiết kế đặc trưng trên các dòng xe crossover của Mazda, đèn hậu của CX-30 trông giống với đèn hậu của Mazda 3, mặc dù họa tiết trông có khác đi chút ít. Tương tự với Mazda 3 2019, CX-30 cũng được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm Skyactiv mới với kích thước tổng thể chiều dài rộng cao lần lượt là 4.395, 1.795 và 1.540mm cùng chiều dài cơ sở là 2.655mm. CX-30 lớn hơn đáng kể so với người anh em CX-3. Xe được trang bị động cơ hoàn toàn mới Skyactiv X 2.0 với phương pháp đốt hỗn hợp hòa khí sử dụng hệ thống kiểm soát đánh lửa SCCI, có mức công suất dự kiến là 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 224 Nm. Trên CX-30 gồm có 7 túi khí, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, đèn pha tự động, nhận biết biển báo và cảnh báo chú ý lái xe. Với việc CX-30 được bán ra tại Malaysia, nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ được đón nhận mẫu xe này. Tại quê hương Nhật Bản, Mazda CX-30 hiện nay đang có giá bán từ 517 cho đến 714 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản động cơ và trang bị tùy chọn. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.